bệnh nhân là những người khổ cực nhất. Chúng ta lúc này như là người mẹ, phải tận tình giúp đỡ họ, không nghĩ đến chuyện cùng lại. Và chúng ta là người có biết chuyên môn, có chuyên môn, có điều kiện thì phải tận tình giúp đỡ cứu người. Ông Nguyễn Văn Thanh bị tai biến hơn 10 năm nay, được các bác sĩ điều trị bằng tây y và kết hợp điều trị bằng đông y. Gần 3 năm nay ông Thanh đã tìm đến Hội Đông y thành phố Quảng Ngãi để điều trị vật lý trị liệu. Và lương y Nguyễn Đình Phùng là người trực tiếp hỗ trợ. Sức khỏe của ông Thanh nay đã tiến triển hơn, đặc biệt là ông Thanh không phải tốn bất cứ chi phí nào. Và chính các thầy ở đây điều trị cho tôi bữa nay nó rõ cao. Và nhớ được lời nói của mình sau đó. Chứ còn trước đây mình ngắt lại là mình không biết mà nói trước đó cái gì. Hồi xưa mắt của mình là nó nhắm một con, tức là con ngủ con thức á. Ừ, bữa nó chảy nó mới sống, nhưng bây giờ cái đó là nó hết rồi đó. Cái tâm niệm lúc đang làm thuốc á, đang xem mạch, kê đơn, bốc thuốc á, là mình dùng toàn bộ cái ý chí của mình làm sao bằng một thời gian nhanh nhất, ngắn nhất, tiết kiệm nhất mà là cứu được người. Lương y Nguyễn Đình Phùng là cựu chiến binh ở phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Gia đình có nhiều đời làm nghề thuốc y học cổ truyền. Năm nay 64 tuổi, Lương y Phùng là đời thứ tư, đã có 53 năm gắn bó với nghề này và hiện nay là phó chủ tịch Hội Đông y thành phố Quảng Ngãi. Ngoài các bài thuốc gia truyền, Lương y Phùng luôn chịu khó tìm tòi, nghiên cứu ra những phương thuốc hay, hiệu quả, chi phí thấp để cứu chữa cho mọi người. Lương y đã được tặng bảng vàng giải thưởng Lê Hữu Trác vì đã có thành tích đổi mới công nghệ, bảo tồn, phát triển y dược học Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Y học cổ truyền á là nó có từ bao lâu đời mà đời ông đời cha mình cũng đã có để lại. Thì đây là cái vốn quý của dân tộc mà cũng là vốn quý cái riêng của gia đình. Thì chúng ta đây là cái nghề đây nó cũng là cái cứu người, giúp người, đó là hạnh phúc. Nói chung là rất là tận tụy và cũng huy động nhiều cái nguồn lực để hàng năm làm từ thiện ở hội tức 500 triệu đồng á. Nhưng riêng cái phần anh Phùng á thì anh cũng có nhiều cái bữa thuốc hay và thậm chí ông cũng bỏ thuốc ở nhà ông chế biến thành phẩm những cái môn thuốc có hiệu quả mà để phục vụ cho bà con là không từ thiện trao cấp không hết. Thì không những ở đây còn ở phần khóm cá nhân của ông, ở gia đình của ông thì ông cũng đã nhiều cái bệnh nhân mà tới ông trao thuốc không rất là nhiều. Ngôi nhà của ông Nguyễn Trường Thắng, nơi lui tới thường xuyên của lương y Nguyễn Đình Phùng và các thành viên Hội Đông y thành phố Quảng Ngãi trong nhiều năm nay. Ông Thắng có người con trai bị liệt từ nhỏ, phải nằm tại chỗ, không đi lại được. Lương y Phùng và Hội Đông y thành phố Quảng Ngãi hay đến hỗ trợ châm cứu, xoa bóp và cấp thuốc bồi bổ sức khỏe. Trước đó là cháu nó có những yếu tố trong các bệnh lý, nhưng mà sau đó hội là châm cứu hỗ trợ thì cháu nó có tiến triển hơn so với trước đó. Nhưng mà thực ra thì là bởi vì sao? Tay của nó là bây giờ bữa nay là nó nắm mở được. Đấy. Thứ hai nữa là hệ thống về cơ bắp chân của nó là phát triển hơn. Còn về chế độ ăn uống thì nó là quá tốt rồi. Bây giờ là kể cả là trong vấn đề sinh hoạt, ăn uống, đại tiện, tiểu tiện. Lương y Nguyễn Đình Phùng cũng là người có nhiều đóng góp trong việc phát triển nghề thuốc y học cổ truyền của dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ông đã dẫn dắt và truyền kinh nghiệm cho nhiều người nối nghề. Ông Châu Phước Trung, hiện là hội viên Hội Đông y thành phố Quảng Ngãi, đã được Lương y Phùng chỉ dẫn nghề thuốc cổ truyền của dân tộc hơn 10 năm trước. Sau khi học và biết nghề, ông Trung đã xin gia nhập vào Hội Đông y thành phố Quảng Ngãi và tích cực tham gia các hoạt động khám điều trị cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Tôi quý ở chỗ là tận tâm lắm. Trong cái công việc phải nói là rất là nhiệt tình, đã không chỉ không giúp thì thôi mà đã giúp là chỉ sạch sẽ, không có giữ lại cho mình cái gì cả. Khoa học là không ngừng phát triển, không nên tự thỏa mãn rằng những cái bài thuốc của ông cha mình để lại trong sách vở để lại mà đủ, mà phải thường xuyên học hóa, bởi vì khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, cái biết của con người của mình nó có giới hạn, mà cái hiểu biết của trong đồng nghiệp mình thì nó vô hạn. Cho nên là phải thường xuyên học hóa những cái bài thuốc khác, những cái kinh nghiệm của những thầy thuốc khác. Mong muốn cứu giúp cho nhiều người bệnh, nhất là những người già,
người có hoàn cảnh khó khăn. Niềm vui lớn nhất mà Lương Y Nguyễn Đình Phùng nhận được đó là người bệnh được chăm sóc chu đáo và được cứu chữa kịp thời.